Hello, chào các bạn. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để sử dụng một cái công cụ tương đối là cơ bản, đó là công cụ Crop. Thì ở đây trong cái nhóm công cụ Crop, nó có đây nè, nó đây nè, nó có một số cái công cụ như thế này. Nhưng mà cái mình muốn giới thiệu hôm nay chỉ là cái Crop Tool thôi, đơn giản vì cái này thấy nó cũng khá cơ bản nhưng mà có nhiều người hỏi thắc mắc. Thì nếu như chúng ta có cái nhu cầu sử dụng không nhiều và chỉ sử dụng crop không thì tool này sẽ gợi cho các bạn. Thì ở đây nói về crop ha, sau khi các bạn đã tải Photoshop và cài Photoshop rồi, các bạn sẽ có những cái thanh công cụ như thế này, và trong thanh công cụ này các bạn sẽ có cái công cụ riêng. Ví dụ như ở đây là crop, như này mình sẽ nói về crop đi, mẹ nãy giờ nói vòng vo thì đây sẽ có crop, các bạn sẽ crop ha, và các bạn sẽ có cái mặc định như nó sẽ như này. Nếu như các bạn mới mở lên nó sẽ như này. Cái này là lúc đầu chúng ta mới mở lên, nếu các bạn vừa mới sử dụng cái crop thì nó sẽ hiện ra như thế này. Tức là ở những cái ví dụ như chúng ta đang ở một cái công cụ khác chẳng hạn, Motul chẳng hạn, bây giờ mình sẽ chọn crop đi, chọn crop ha. Thì chúng ta sẽ xuất hiện những cái bờ, những cái đường vây như thế này. Các bạn có thể cầm kéo ra và có thể thấy là những cái phần ngoài nó đang là hơi mờ đi, nghĩa là Photoshop đang thông báo cho mình rằng những cái phần bên ngoài này sẽ bị cắt bỏ và còn lại những cái phần sáng này thôi. Chúng ta có thể di chuyển cái phần crop này bằng cách là đưa chuột vào bất kỳ vị trí nào ở trong cái hình, cái phần sáng ha, và chúng ta cầm và click. Đó, chúng ta sẽ điều khiển cái phần hình. Và ở đây có một cái, nếu như chúng ta mà đưa nó ra ngoài quá thì chẳng hạn, thì nó sẽ Photoshop sẽ tự động nó chèn thêm, tức là nó gần như là nó mở rộng ra những cái phần này. Phần này là cái phần không có chi tiết, và nếu như chúng ta lưu lại bằng JPEG thì cái phần này tự động nó sẽ tô màu trắng. Còn nếu chúng ta lưu file tiếp hay là PNG chẳng hạn thì nó sẽ để trong suốt cho chúng ta. Ok ha, thì ở đây thì có cái crop thì nó đơn giản, cái phần đầu tiên là crop thì nó như vậy. Nhưng mà trong một số trường hợp chúng ta buộc phải crop theo một cái tỷ lệ nhất định nào đấy. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ theo dõi phần trên này, trên này thì sau khi chúng ta chọn crop ha, thì nó sẽ hiện ra chúng ta một cái thanh gọi là những cái control của cái crop, tức là một số cái phần mở rộng hơn, ví dụ như là radio. Radio cái tùy chọn đầu tiên mặc định nó sẽ để là radio, nghĩa là theo tỷ lệ. Ví dụ như ở đây mình muốn tỷ lệ là 3 nhân 4 chẳng hạn thì nó sẽ ra 3 nhân 4. Mặc định là phần cái ô đầu tiên sẽ là phần ngang và ô thứ hai sẽ là phần dọc. Ok, thì nó sẽ có 3 nhân 4. Khi mà chúng ta đã set là cái radio là 3 nhân 4 rồi thì chúng ta không thể nào mở rộng hay là thêm được thành một cái tỷ lệ khác được. Đó, lúc nào cũng là 3 nhân 4, kéo dài ra thì nó sẽ lật ngang lại 4 nhân 3. Kéo lại lên nó sẽ ra 3 nhân 4. Thì đó là cái cách crop theo radio. Có thể là WH resolution, tức là nó sẽ cho chúng ta cái kích thước và tỷ lệ cái độ phân giải luôn. Thì đây nó phù hợp với lại việc là chúng ta post hình lên, hoặc chúng ta sẽ crop hình theo một cái tỷ lệ nhất định, theo một cái kích thước nhất định mà chúng ta định trước. Ví dụ như là mình muốn cái hình này mình crop theo tỷ lệ là đây, nhưng mà lúc đầu đi nó sẽ trống như thế này đi, và cái crop này mình muốn nó theo một cái tỷ lệ, mình sẽ để làm như mặc định ha. Mặc định nó sẽ như này, nó sẽ trống. Và cái phần đầu tiên là phần ngang, mình muốn phần ngang ở đây là 1010. Tỷ lệ chúng ta đang cần khi ví dụ như ảnh này mình muốn up lên mạng chẳng hạn thì tỷ lệ biểu diễn ở trên website thì là pixel và ký hiệu pixel là px, ta để là 1010px ha, và cái này là 390px. Và để up lên mạng thì cái độ phân giải nó sẽ là 72 dpi trên pixel trên inch. Chúng ta không cần chọn pixel trên cm nha, bởi vì nó lớn lắm, pixel trên inch thôi. Thì đây nó sẽ cho chúng ta một cái như thế này. Cái đặc biệt ở đây ví dụ như là chúng ta một cái hình như hình gốc của mình đi, hình gốc chúng ta coi tỷ lệ hình gốc bằng cách vào image, chọn image size hoặc là alternate control E,
xây dựng email size. Thì các bạn có thể thấy email size đây là cái kích thước dày nhất của mình đang là 2048 x 1408 với 72 pixel trên inch. Thì cái đặc biệt khi mà chúng ta sử dụng như thế này, ví dụ như là bây giờ cái độ chiều ngang bây giờ đang là 2048 ha, nhưng mà mình sẽ crop như thế này, ví dụ như vậy. Các bạn có thể thấy là cái kích thước mà mình đang crop nó rất là nhỏ so với 2018, có thể nó là 1/3, 1/3 của cái 2048 thôi. Nhưng mà khi mà mình click ha, ví dụ như mình crop cỡ này đi, mình click OK, thì các bạn có thể xem lại, mình sẽ đè phím Control Alt E, nó sẽ fix luôn thành 1010 nhân 390. Tức là đây nó không cần biết là cái hình của bạn đang là độ phân giải gốc là bao nhiêu. Nó chỉ cần biết là bạn muốn crop cái hình theo tỷ lệ kích thước như vậy. Thì khi bạn crop xong, tự động nó sẽ resize lại ra đúng kích thước như vậy cho các bạn. OK ha, thì ở đây sau khi đã xong rồi các bạn có thể lưu sau khi đã chọn cái độ phân giải lại ha. Ví dụ như đây mình sẽ vẽ một cái mình muốn lấy hình này up lên mạng tỷ lệ. Ở đây nó sẽ cho chúng ta một số cái mở rộng. Ví dụ một là clear, clear tức là nó xóa bỏ hết những cái này, đã là mất hết. Hoặc không là mình sẽ 1010px 390 pixel 72. Đó là chức năng clear ha, xóa bỏ những cái thông số trước. Cái thứ hai nữa là strengthen, tức là nó cân bằng cái theo cái một cái đường line mà mình vẽ. Thì đây nó sẽ cho chúng ta cái chức năng này, thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta hữu ích cho những bức ảnh bị nghiêng mà nó có hiện rõ trên chân trời, hoặc là cái đường thẳng ngang ở đấy mà chúng ta muốn cho bức ảnh nó cân bằng hơn. Ví dụ như ở đây nó không bị nghiêng, nhưng mà mình muốn theo cái đường cái ảnh chúng ta nó cân bằng theo cái đường line này chẳng hạn. Mình sẽ click một điểm đấy ha, và bấm giữ chuột và kéo tới cái đúng cái điểm đấy, miễn thả được, click thả tay ra là tự động nó sẽ xoay cái ảnh lại sao cho nó cân bằng đúng với lại cái đường ngang này. Thì đó là về cái cân bằng ha, strengthen. Còn một cái nữa là nó cho chúng ta cái đường so sánh những cái đường vẽ ở trong. Ví dụ như ở đây là tỷ lệ vàng ha, golden spiral này, tỷ lệ vàng lưới này, hoặc là tỷ lệ 1/3 chẳng hạn. Giờ mình đang để con cún này ở vị trí 1/3 là kiểu điểm nhấn này, đó là làm một số cái phần mở rộng thêm chúng ta không cần phải quan tâm. Có một cái nữa đó là delete crop pixel. Thì nếu như các bạn chủ đích là chúng ta crop ảnh để chỉnh sửa về sau này, thì chúng ta không nên tích vào delete crop pixel, bởi vì sau khi nếu chúng ta click vào delete crop pixel thì nó sau khi chúng ta crop xong nó sẽ xóa bỏ những phần này luôn, giờ chúng ta không thể lấy lại được. Còn nếu chúng ta không click như thế này, các bạn sẽ OK ha. Ví dụ mình đồng ý sẽ crop, sau khi đã crop xong rồi chỉnh OK hết thứ rồi, mình sẽ click đây thì nó sẽ crop lại. Và sau này ví dụ như chúng ta muốn mở rộng ra, các bạn có thể thấy là các bạn có thể thấy là nó vẫn còn nguyên ở đây ha. Ta có thể mở rộng thêm ra tùy. Còn nếu chúng ta click vào crop ha, check một cái là bây giờ mình sẽ click vào đây và mở rộng ra, các bạn có thể thấy là nó bị mất rồi. Đó là phần ngoài bị mất. Tức là cái phần mà chúng ta click delete crop pixel này dùng cho những ảnh mà mình muốn cho nó cái kích thước nó nhẹ đi. Tức là chúng ta bỏ hẳn những cái phần ngoài luôn để nó nhẹ đi, để chúng ta up web chẳng hạn. Nó phù hợp với việc là chúng ta crop hình để chúng ta up lên website, bởi vì nó sẽ nhẹ. Còn nếu như chúng ta mà chỉnh hình chẳng hạn, retouch hình chẳng hạn, thì chúng ta crop chỉ là crop một cách tạm thời thôi, mình sẽ còn muốn lấy lại, sẽ cần lấy lại nó nếu như sau này chúng ta cần. Thì nếu chúng ta vô tình delete đi thì sau này mất công phải làm lại những cái chi tiết bị thừa bị mất đi đấy, thì nó hơi tốn thời gian. Rồi thì đó là tất cả những gì mà về crop. Chúc các bạn có được những bức ảnh đẹp, và nhớ like và subscribe cái tutorial like và subscribe channel của YouTube của mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.